nó khẳng định tôi chọn số 2 số nữa cơ. Xuống đây. Em xuống đây, em là nhân vật chính á. Dạ. Cái hành động của em nãy tặng hôm đây á, chị thấy nó sai sai, thấy nó giống gượng sao á. Thấy thương lắm. Bây giờ em thích tặng hoa cho vợ đúng không? Bây giờ hoa hồng hết rồi thì em lấy cái hoa gì cũng được. Rồi em tặng cho một người vợ em. Rồi chị muốn em tặng cô dâu à? Thì nhân chương trình này trước hai đội chơi thì cũng xin mượn lời thật của mình dành cho em, anh em rất nhiều và mãi mãi. Nhưng mà cái linh cảm em ở đây là khoảng là 90% là đúng rồi. Lúc mà em này kêu tặng hoa này cái mặt buồn hẳn chứ mặt. Giống như là để coi ông nói cái gì. Ủa như vậy là có cảm nhận là thật hay là thật á? Xem như là mình đã cược một cặp rồi. Chúng ta còn một cặp đôi nữa. Mời đội nhà. Đó là cô dâu B và chú rể một. Đẹp đôi quá. Rồi, bây giờ xin mời đội khách. Khách thì đầu tiên hoàn đoán cô dâu C và chú rể số 1. Lý do tại sao mình chọn? Tường với anh Hoàng bàn thì Tường chọn là cái anh số 1 là với cô B. Nhưng mà hồi nãy anh Hoàng nghe theo lời Tường rồi, bây giờ Tường phải nghe lại cái lời của anh Hoàng. Tại vì anh Hoàng anh nói cũng có lý, cái anh số 1 á, anh rất là ngông nghênh. Ngông nghênh. Thì thường cái cô dâu là phải là cái cô hiền. Nãy giờ cô này cô ngồi im thì đâu cô hiền lắm, cô không có phát biểu, cô cũng ai có... ai hiền. Cô số 3, cô C. Cô số 3 của quýnh người ta mà cô hiền. Hiền là nói ngồm mới thôi. Đây mình hồi nãy anh số 3 đó, anh nói là vợ tôi anh bắt ăn điện thoại ba cái điện thoại luôn. Tại sao mà không nghi ngờ cái cặp C và số 3? Đúng không? Biết sao mà Tường đồng ý với anh Hoàng không? Tại thường cô dâu C có làm về thẩm mỹ. Thẩm mỹ là cô làm về cái gì đó đẹp đẹp, đúng không? Làm da đẹp, tại vì Tường cũng dạy thẩm mỹ, Tường biết. Mà thường mấy người đẹp lại thích cái gì nó lạ lạ độc lạ. Mà nhìn cái anh một một đó, anh đánh lạ lắm. Anh không hiểu anh vô cái thể loại gì đó, lạ lạ. Thế mình nghĩ là cô C cổ lại là vợ của cái anh số 1 đó. À, là vậy đó. Và bây giờ chúng ta sẽ công bố trước một cặp vợ chồng. Đầu tiên, mời chú rể xuống, chúng ta sẽ nắm tay cô dâu. Đó là vị trí số 3. Đây là tên bên kia thua đúng không? Bởi vì chúng đâu có chọn. Thấy mình đúng đừng nữa. Dù sao mình có quyền có niềm tin đi anh ơi. Anh Hoàng bắt tài lấy hơn. Bây giờ cái này mới hồi hộp nè. Tôi mời cô dâu của hai cặp đứng lên. Và bây giờ xin mời cô dâu thật thứ hai đứng lên. Có ba người này là đó. Ba. Đúng ba luôn hả? Nhưng có điều có khớp hay không thôi. Đúng rồi. Không khớp cũng vứt đúng không? Nhưng bên kia là chắc chắn là tiêu rồi phải không? Tiêu rồi. Bên kia là mất. Nhục. Không, bên kia chúng được có một gái thôi à. Chúng một cô dâu. Chúng được có một mà. À. Bây giờ chúng ta vẫn còn chú rể xuất hiện nhưng mà khi chú rể xuống đây cũng chưa biết nhiều khi có khớp hay không. Đúng rồi, trói nghe sao? Và bây giờ chúng tôi xin mời cả bốn chú rể đứng lên. Coi lại coi, nhìn coi. Chúng ta sẽ mời một chú rể thật sự của một trong hai cô dâu thật này. Một. Hai. Đây là năm. Anh nói là chưa có vợ. Trời ơi, nè anh Hoàng, anh dòm năm nè. Anh Hoàng, trời ơi là anh Hoàng. Từ nói sao? Em đã ghi rõ ràng ràng năm C. Nè, bên này cũng C năm luôn. Rồi A3, A2 đồ. Thì sao không tuyên bố? Anh nói chung là do bàn, do bàn. Cái sự lẫn lộn mà mình cái dòng mà đưa vô bàn á, nó dễ bị sai lắm. Bàn mới ghi số thôi, chị là bàn, chị ghi cụ thể luôn, nội dung luôn nè, tại sao luôn nè, thiệt tình. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ba chú rể kia
Chú bảy số 1, anh có vợ chưa? Dạ em có vợ rồi chị. Ê anh Hoàng, anh sáng mắt ra nha. Đó, bây giờ người ta chững chạc kìa. Dạ, giờ em không có ở đây. Trời ơi, nãy gì em nói gì vợ em ý. Anh số 2, anh có vợ chưa? Em chưa có gia đình, đang hẹn hò. Có. Hèn chi mà diễn quá trời diễn. Thấy chưa anh Hoàng, anh sai rồi anh Hoàng ơi. Anh may Hoàng. Quá. Anh số 4. Còn em có gia đình rồi. Thấy chưa anh có mấy Hoàng, con rồi? Anh lại sai nữa. Hai con. Vợ anh có ở đây không? Không ạ. Vậy là nãy giờ đội khách và đội chơi hình như chúng ta chưa đoán ra được điều gì cả. Không, bên này vẫn thắng. Nhưng mà chưa chắc mà. Chắc rồi. Chắc rồi đúng không? Chúng ta sẽ đến với phút giây hồi hộp thưa quý vị. Cặp đôi vợ chồng nào là gương mặt phu thê? Cặp đôi vợ chồng nào là thật? Và chúng tôi xin mời cặp đôi đầu tiên là vợ chồng thật bước lên vị trí đầu tiên. Xin mời. Trời ơi. Nào à, hai người hãy ôm hôn nhau để mọi người biết rằng đó là vợ chồng luôn. Thật. Bên kia không chung luôn. Vậy thì còn lại cặp đôi số 2 mời anh chị. Trời ơi, tôi không tin được luôn. Trời không tin luôn. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Không tin vào mắt tôi luôn á trời. Nhân cơ hội này thì anh hãy hứa gì với vợ của mình đúng đi. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Bỏ chơi game không? Anh hứa với vợ anh sẽ cố gắng chuyển chạc hơn và bỏ chơi game. Anh sẽ quan tâm tới vợ nhiều hơn nữa, phụ vợ công việc nhà nữa. À, cảm ơn chương trình đã cho em cởi mở về cái chuyện vợ chồng của em để chồng em thay đổi. Rồi, càng xa kia hứa gì với vợ mình đi. Nhưng chương trình này anh xin hứa với em là anh sẽ bớt chơi game lại. Chịu khó phụ em việc nhà. Rồi không nhìn lung tung nữa. Em muốn anh bỏ game luôn chứ không phải là bớt nữa. Đó. Rồi sao có hứa không? Anh hứa anh sẽ bỏ game. Rồi. Quá hay. Như vậy là hai cặp đôi đó là những gương mặt phu thê và hai cặp đôi thật trong ngày hôm nay quý vị. Như vậy là phần thắng không thuộc về đội nào cả. Giải thưởng ngày hôm nay thuộc về 8 nhân vật chơi ngày hôm nay, đó là 5 chú rể và 3 cô dâu. Thưa quý vị, gương mặt phu thê được phát sóng vào lúc 21:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Quỳ Linh và tất cả mọi người xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại gương mặt phu thê.